Chào cả nhà đã đến với kênh Nguyễn Văn Phục 1990 Vlog cả nhà nhé. Ngon. Ngon quá chàng luôn ha. Cái chàng cái đầu con cá tổ bà luôn. Cả nhà ơi, chào cả nhà ha. Chúc cả nhà mình một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, ăn lành, thành công trong mọi công việc cả nhà. Ngày buổi chiều này. Chiều em chuẩn bị em vào bếp em làm món cái em quay giới thiệu cả nhà ha. Chúc cả nhà trước đi. Rồi em quay máy cả nhà xem sao cả nhà. Chiều nay giờ em đi học thì em mua bó bún nhà có mắm nè. Đó con cá sáng em lội trong ao cả nhà. Sáng lội ấy quá mầm có quay. Đó, con cá bự luôn, cắt nửa con ha. Cắt nửa con chiều nấu bún mắm cả nhà. Bún mắm thì cây nhà lá dừa, hú qua thủ qua nhà, à, rau thơm, ủa rau gần gió với quế, với bắp chuối cũng nhà luôn cả nhà, à, mắm cũng nhà luôn, cái gì cũng nhà có bún là mua, để vô bếp làm thằng cả nhà, chị còn bún vô luôn cả nhà, đó mình cho mắm vô luôn. Mắm cá chấm cỏ nữa nha. Nó mày ăn mà chưa có hết. Rồi nước sôi vào nước mắm sôi cả nhà. Rồi nước mắm sôi cho cá vô. Hai vợ chồng chịu ăn nữa con cá luôn cả nhà. Tại cái đầu nó bự thôi chứ khứa cá mình nó có ba lớn này nè, khứa đâu bự đó, cái nó ngon, cắt làm được bốn khứa. Tuyệt vời. Ngon. Ngon quá chàng luôn ha. Cái chàng cái đầu con cá tổ bà luôn. Thôi bún cả nhà đi. Chiều chồng em ăn bún rồi mà không có nấu cơm cả nhà. Hello cả nhà nha. Một dĩa thôi. Mời cả nhà ăn bún nha chồng em nha. Cá ăn thoải mái luôn, bún rồi lạnh nào đưa nó ăn tô. Chụm lên. Cho em qua bớt nè. Bỏ vô. Ăn mít. Mọi người có một sở thích hay cả nhà ha. Vô mà nó còn bán bánh luôn. Ôi. Sơ sơ gì là ngon hả nhà. Em trộn mới nấu. Nấu vừa đủ ăn luôn cả nhà. Hay dập luôn. Nước cái. Ăn thôi mời cả nhà luôn ha. Bún rồi. Anh bỏ nước mắm vô đây luôn nè, ăn khỏi nha. Cái dĩa chả báo luôn à, cá vô đó, cái nước mắm vô đó luôn à. Vì thấy cái đầu bỏ xương đi đi. Tối cả nhà, máy quay nó cũng không tốt nữa. Giờ mới nó hột mè không. Nhà xem đã đỡ rồi. Vô miếng cá cả nhà.
cá to luôn. Dạ béo. Ngon chứ. Ăn phải ngon. Tô khủng luôn đó nhà, tô bự luôn. Thì một tô á. Hai vợ chồng mà ăn 1 ký cái bún. Chuyện thường người ta là người ta 2 ký luôn à. Giờ phải có hẹ nó ngon lắm. Hết hẹ cả nhà. Nhà nấu gì có cái gì nấu đó là ngon. Mình không có mình bỏ tiền mà mình mua bún thôi. Rồi có chẳng luôn. Cứng dữ à. Bắp chuối mình bẻ ở nhà luôn. Rồi nó nhận miếng ức. Cái bụng cá đấy. Bụng con cá mà mở rồi. Bỏ dần tươi luôn. Ừ, em hết cái độc rồi nha. Nó bự quá. Gắn cho hết. Ồ cái bụng này cả nhà. Trời ơi nó bụng. Tại vì con cá này nó tới cái 6 cái 7 rồi. Mà nấu còn nữa con. Khúc đầu hơn con. Nó bự nữa. Ừ, khúc đầu hơn nó con đi biển đầu nó bự. Wow. Wow. Má.
mấy gì hôm qua mà ăn hoài cái nhà. Chán ăn bự chứ. Cái hoài. Bóng cá cục rồi cái bụng nè à, nhà thấy cái bụng không à, cái bụng này nó kế cái đầu con cá này, cái bụng nó mới giữ mỡ em ăn không mà không, không ăn lắm rồi lỡ quất hết con này nữa nha, bây giờ em nó không ăn rồi, bà xã không ăn rồi, làm hết đi rồi nóng nó ngon lắm, để ngồi nó nguội rồi chất quất luôn, cục này nó mỡ tới béo luôn. Con cá mình nuôi mình không cho ăn để lan nó mỡ vậy đó, bụng mỡ mỡ nghe ngoạm hai ngoạm nữa luôn béo rồi sao nhé. Dạ. Bỏ bớt cái hộp ra. Ớt. Mình cục mỡ vô đi. Cho miếng ớt cho đỡ ngán. Tại vì con cá ha. Mình cắt nửa con á. Mình cắt nửa con mình lấy hút cho đi không mà. Hút là hết cái bụng nó mở không. Cái da nó béo quá. Cá này bự. Hết rồi. Chắc không hết rồi. Mà. Hết nãy em nói rồi nè, hết rồi. Hầm cái sáng hầm đàn đậy kính là cho bỏ tủ sáng hầm cơm cũng được nhiều lắm á, no luôn á, thôi đi hết con thứ 6 thứ 7 mà đâu đâu ăn đã lần cả nhà, tại vì cha em nuôi trong ao á, giờ lấy cái ao lại làm chuyện khác á, không có nuôi cá này nữa nè, thành ra mình bắt lên ăn hết luôn, đâu có chờ đâu, mấy bữa nay ăn đòn cái dồ không. Ngày mai em có cái clip đi tả cái ao nó cạn rồi, cái nhà đi bắt cá trong ao có cá lóc nữa. Cả nhà đón xem cái clip ở nhà ha. Mình đăng lên cả nhà cho ủng hộ á. Ngày đổi đi bắt cá một bữa. Con cá chấm cỏ nha. Mình làm lắm cái xương nó mềm nè. Đúng rồi. Thành gân luôn á. Cái, cái con này lâu quá nó hết gân luôn à. Dạ. Thảo mình mở gân nó hết gân, mình nhai nó không còn chọn nữa, nó mềm mập luôn. Nó xốp luôn.
không béo. Ngán quá. Ừ. Chiều qua. À. Chiều hôm nay không hết, mình chảy không. Chiều qua tính nấu nấu chua cả nhà. Nấu chua sợ nó không ngon. Nó mắm này, thử. Mà con này cái bụng nó mở nhiều, mình không mắm mình ăn rất ngắn nha. Nấu chua. Mình nấu chua là ngắn rồi đó. Vô chan với bún vô nó ngon. Ý nên nấu chua sợ bụng ngán. Mắm ít nè, có cái gì mắm vô. Chạy coi cái bụng nó mở. Thấy con mình đi dọc trọc đó em nghe không? Ừ. Hai con. Không gì? Cái thằng ba không còn gì không? Cái đi. Ai mà la cho nổi. Nó đi có cái dòng vuông gì luôn à. Thế nè. Nhốt nó lại đi. Quậy lắm rồi. Kêu chủ nhà cho nó ăn cho no đi. Quậy dữ rồi. Nó đi đã đi rồi. Quả không phải nhốt nó lại chứ. Banh nè. Trời. Cái người ta lại nhà tôi lợn mấy hàng ba giống gì cũng nghe mà. Tình đất không luôn. Có hai con á. Cái con mà có con dây á, nó kéo về bữa nó bật cái gạch của bên dì Bảy bển chấp hết. Nó đi lên cái dành mẫu bản nó đi cái ống gõ tà táo cái dòng dây nó gầy có nhốt cái đồng này nó quậy dữ rồi. Con hết luôn đó. Ngán ngon mà nó ngán. Nó đang ngon mà chuyển qua nó ngán luôn cả nhà. Nó thiệt chứ vợ em chồng em chuyển qua ngán. Còn miếng nó hết luôn. Cá ăn bánh muối mời muối lại cả nhà. Nó cam cả nhà. Thôi, vợ chồng em bây giờ tới đây cả nhà. Vì là ngon lắm mà có cái món gì lạ lạ ngon ngon đăng cái nhà cho món ngọt cả nhà. Thì có bữa xe qua xe lại ha. Hẹn cả nhà mình đi sao cái nhà thấy hay cho đặng một đăng ký, một like, một chia sẻ cả nhà. Cái nhà mới xem kênh á. Còn cô bác anh chị mà đã xem kênh rồi thì ủng hộ cái nhà một like cả nhà. Ủng hộ vợ chồng mình có quay từ từ lên cái mình có điều kiện quay mở rộng lên cái đồ nó ngon hơn cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà luôn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn cả nhà mình chiều sau luôn. Thì đang đi vô cả nhà ơi. À, cả nhà thấy cái bao này không? Bao bự to này không? Đi thả con giống nữa. Hôm thả rồi chưa có bắt được, nay thả thêm. Thấy bà xã em đi vô không? Dân vô nghe, biết đi vô nghe. Tại không có đi thôi. Không có tay không có rảnh thôi chứ biết đi xuồng nữa. Sao không cháu chích ra ngoài một chút á. Vô ngay bụi ông gùi nó quýnh chạy tuột đít. Nó ngủ rồi. Chú của anh làm gì mà nó cứ tàn hết trơn vậy? Để em kể cho cả nhà nghe hả. Em mẹ em đi lội bà vuông này nè. Cái đường đi từ dưới nhà với lên đây là đi cái bà vuông. Ban ngày mẹ em thấy có ông gùi. Em mẹ nói ban ngày tao có ông gùi sao tao lấy được. Cái em mới nói ban ngày nãy tao đi tao không có cái gì để lấy, cái nói vậy ta nghĩ tối mẹ về phải không? Thôi mẹ về cái ban đêm nó không thấy đường đâu, mẹ vô mẹ bẻ lấy đại ra. Cái bữa là mẹ mới vô lấy đại thiệt. Thấy cái bớ sao cũng lên nó chàng rồi, mẹ chỉ cho tao nó quánh tao muốn tuột quần. bà nó quánh bà quá chàng rồi, mày nói mày nó ban đêm không thấy đâu, ra đây. Nó quánh tao mà không thấy gì. Hay. Mà tính đâu ban đêm nó không thấy nó không quánh chứ. Mà giờ cũng quánh nha. Không, quánh đại á. Quánh đại, ban đêm quánh đại á. Không biết đánh tùm lum hết trơn.
sắn vô cây nó cũng sắn. Ngứa. Lứt ngứa. Phơi gà. Ừ. Cả. Rồi đó. Bông lứt. Ủi ra, ủi cho mình đi. Bơi vô giữa kênh á. Đừng có bơi vô đó nữa. Ngày 6 giờ mấy rồi? Sáu mấy còn sáng nữa, ha. Thôi thằng chiến hợp mà sớm con chiến hợp. Sớm mà chiến hợp, ngợm. Được ra chỗ này được chưa? Có đèn mới thả được. Được, được đó kìa, đậu đó kìa. Đó có cái bụi... Đó, có con cò đây ra. Con cò. Rồi cầm vô đó đi. Động, đó. Con tôm đây. Tôm bún hả? Tôm bún dạt vô cái xuồng. Tôm. Nó không chạy á. Còn chắc tôm này thì đủ ăn đi nha. Bữa có mấy chục ngàn à. Sáng được năm mấy ngàn. Không chi đó mở mà. Tôm. Đi ruộng làm gì đâu chứ vậy. Trời trời. Gạo điếc này chưa về nữa. Được không? Anh thấy nhỏ dữ anh. Ừ. Nha. Thả đại đây. Cho anh coi nè. Được không? Nhỏ rồi, mà nó đều. Nhỏ rồi. Hả? Nhỏ hơn chiếc hổm rồi. Giờ một cái biết liền. Anh ơi. Nhỏ dữ rồi. Vì mới giác hồ đó. Thôi thả đi. Tối rồi. Thả được rồi đó. Tại vợ chồng em thả thì tối đừng cho cá rồi nó đừng có ăn. Thả bằng ngày là cá nó thấy đường nó quất hết trơn. Thả đại đi, không sao hết. Đừng có xô. Quấy nước. Này nó còn nhỏ quá cả nhà. Này nó mịn bự bằng cái kim may đồ của mình, may tay mình đó. Thấy không? Cái gì chứ bằng cái kim may tay mình là cái kim may đồ mình giá đồ rồi đó. Chứ như mình nó ngỡ mà hởm gội vô cùng đi thui ban đêm còn thấy này là hả thấy luôn á. Ừ, nó đại đi, bên trên đó nó cạn rồi, không cần lên trên đó đâu. Nó đại dưới kinh. Ừ. Này bơi. Bơi vô cái nhà thôi. Đó, thì thả bịch đó nữa là xong rồi đó. Thả rồi đó, còn bao không? Thì bỏ vô đó đi, bơi vậy. Ừ, tay chống, tay dịnh luôn. Cho vợ em vô bụi lứt cái vô rồi coi khỏi ngủ luôn. Vô đuổi ra sân. Tại vì dùng này cả nhà này biết nè, dùng dơ cái nhà có cây này không, cây này nè, gọi cây lứt. Cây lứt này mà nó có bông rồi đó, nó ngứa cực kỳ luôn. Cái gì đó nó ngộ lắm. Rồi, cái mùa nó khô thì cái mùa này là nó ngứa nè, nó có bông là nó ngứa. Còn bình thường nó không có đâu. Bình thường nó không có bông là nó không ngứa. Này trong đó còn trần sáng chân này. Để máy thấp xuống thấy còn sáng rồi, mở ngoài tôi thui rồi đó. Tại vì cái camera này nó có chế độ quay đêm nó im quá nè, mà có một cái là cái độ phân giải của nó ít quá. Độ phân giải nó có 13. Cái độ phân giải của nó mà nó cỡ 50 rồi 20 rồi là ngon lành luôn. À, nó không bị hụt mè. Theo cái nhà thấy quay cái độ sáng có chỗ sáng nhưng mà cái chỗ đen là nó bị hụt mè gỗ đó. Nó là gọi là nó không có nét đó, không giữ được nét. Ừ. Mà xả em trong nè. Ghê chưa? Bơi ra. Bơi hồi là vắn đó luôn. Ở dừng đi cả nhà ơi. Mà xả em trong vô đây. Bữa nay măng đi ăn làm món gì đó các em quay tràn cái clip luôn ha. Cả nhà xem là biết rồi. Vậy đi, bye bye cả nhà luôn.